Hồi 11, hải lão công mưu đồ đánh cắp ngự thư. Vì tiểu bảo nghĩ tới chuyện mao thập bát trong mình đã bị trọng thương mà vẫn giữ lời ước hẹn cùng hai vị cao thủ, lên núi đắc thắng phó ước khiến gã rất khâm phục. Gã thường được nghe thầy đồ nói chuyện cổ tích về anh hùng hào kiệt rồi đầu óc gã cũng nảy ra ảo tưởng mình là một tay đại anh hùng, đại hào kiệt. Gã tự nhủ, bữa nay ta ước hẹn cùng người tỷ võ, có lý nào lại không phó ước? ngày mai mình còn tới đây thì đêm nay dĩ nhiên phải về chỗ hải lão công lúc trước gã cứ đi về mé hữu thành ra mỗi lúc một xa bây giờ gã chuyển qua mé tả đi hết hai dãy hành lang và nhớ mang máng khu vườn hoa cỏ xinh tươi gã lần mò một lúc rồi tìm được đến nhà hải lão công vì tiểu bảo vừa về tới cửa đã nghe tiếng hải lão công ho hắng liền cất tiếng gọi công 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 đã bớt chút nào chưa hải lão công sằng giọng bớt cái con khỉ ngươi vào đây mong vì tiểu bảo vào nhà thấy hải lão công ngồi trên ghế. Cái bản đồ đã được dẹp qua một bên. Hải lão công hỏi, người thắng đọc bao nhiêu? Vì tiểu bảo đáp được ba chục lạng bạc. Nhưng, nhưng, hải lão công hỏi ngay, nhưng làm sao? Vì tiểu bảo đáp nhưng cho gã họ ngô mượn hết rồi. Hải lão công xa sầm nét mặt hỏi, sao lại cho gã họ ngô mượn làm chi? Gã có ở ngự thư phòng đâu? Sao không cho anh em họ ôn mượn? vì tiểu bảo không hiểu nguyên nhân liền đáp anh em họ ôn không mượn tiền của tiểu tử hải lão công thức mình hỏi chúng không hỏi mượn thì ngươi cũng phải tìm cách cho chúng mượn chớ ta dặn ngươi điều gì chẳng lẽ ngươi quên hết rồi ư vì tiểu bảo đáp tiểu tử tiểu tử đêm qua giết chết thằng nhỏ đi theo mao thập bát nên sợ hết hồn chẳng còn nhớ gì nữa phải rồi phải rồi lão nhân gia có dặn tiểu tử cho anh em họ ôn mượn tiền thật nhiều hải lão công đằng hắng giọng một tiếng rồi nói, giết một người thì có chi đáng kể, nhưng ngươi còn nhỏ tuổi chưa từng giết ai, đây mới lần đầu thì trong lòng hồi hộp cũng không đáng trách. Bộ sách kia ngươi còn nhớ không? Vì tiểu bảo đáp bộ sách đó, tiểu tử, hải lão công lại đặng hắng một tiếng rồi hỏi, ngươi cũng quên rồi chăng? Vì tiểu bảo đáp công công, tiểu tử vừa nhức đầu, lại vừa khiếp sợ thành ra việc gì cũng hồ đồ. Hải lão công nói, được rồi, ngươi lại đây. Tiểu Bảo giả một tiếng rồi tiến lại gần mấy bước. Hải lão công nói, "Ta dặn ngươi một lần nữa mà ngươi không nhớ được là ta giết ngôi đó." Vì tiểu Bảo lại vâng dạ luôn miệng, nhưng gã nghĩ thầm trong bụng, "Lão chỉ cần nói một lần là cả trăm năm ta cũng không quên." Hải lão công nói, "Ngươi đi đánh bạc, cần nhất là được nhiều của anh em họ Ôn. Chúng thua rồi tất phải mượn tiền thì ngươi cứ việc cho chúng mượn càng nhiều càng tốt." Sau mấy ngày ngươi yêu cầu chúng dẫn đến ngự thư phòng, chúng đã thiếu tiền tất phải nghe theo nếu chúng tìm cách chối từ thì ngươi dọa chúng là sẽ tố cáo với tổng quản ô lão công ở ngự thư phòng anh em họ ôn không có tiền trả tất nhiên lúc hoàng thượng không ở ngự thư phòng vì tiểu bảo ngắt lời hoàng thượng ư hải lão công hỏi sao vì tiểu bảo ngập ngừng đáp không không sao cả hải lão công lại nói bọn chúng có hỏi ngươi đến ngự thư phòng làm chi thì ngươi bảo chúng con người ai cũng muốn nhìn lên cao và ngươi hy vọng được thấy mặt đức hoàng thượng và được phục vụ trong ngự thư phòng. chẳng khi nào anh em họ ôn để ngươi gặp đức hoàng thượng đâu mà chúng sẽ dẫn ngươi vào ngự thư phòng lúc hoàng thượng không có mặt ở đó. vậy ngươi hãy tìm cách ăn cắp cho bằng được pho sách kia. vì tiểu bảo nghe nói hoàng thượng vào ngự thư phòng thì không khỏi động tâm tự hỏi phải chăng đây là trốn hoàng cung? á phải rồi. nếu không phải hoàng cung thì sao cung điện đài các hoa lệ như thế này? cha bọn người này nhất định là thái giám chầu hầu đức hoàng đế kể ra hình dung và tiếng nói của thái giám khác hẳn người thường cư ngó bề ngoài là biết nhưng vi tiểu bảo còn nhỏ chưa hiểu gì mấy tuy gã có nghe người ta nói đến hoàng đế hoàng hậu công chúa thái tử công nữ thái giám nhưng hình thù như thế nào gã vẫn chưa hay gã mới đến ở với hải lão công một ngày lại cùng đánh bạc với gã họ ngô anh em họ ôn nữa ngày mà vẫn chưa biết bọn chúng là thái giám Bây giờ gã nghe Hải lão công nói vậy mới tỉnh ngộ nghĩ thầm, trời ơi, mấy người quanh mình từ Hải lão công cho đến anh em họ Ôn, Ngô, Tiểu Huyền tử đều là thái giám hết. Thế thì vì tiểu bảo này há chẳng biến thành tiểu thái giám rồi ư? Hải lão công vẫn ra chiều tức bực hỏi, "Ta nói gì ngươi đã nghe rõ chưa?" "Vì tiểu bảo đã, tiểu tử nghe rõ rồi, công công bảo tiểu tử phải kiếm cách nào vào ngự thư phòng." Hải lão công lại hỏi, "Vào ngự thư phòng để làm gì?" hay vào chơi cho đỡ buồn. Vì tiểu bảo đã vào ngự thư phòng để đánh cắp một pho sách. Hải lão công hỏi đánh cắp pho sách gì? Vì tiểu bảo ngơ ngẩn, cái này, cái này, tiểu tử quên mất rồi. Hải lão công nói, ta nhắc thêm một lần nữa, ngươi phải nhớ cho kỹ. Đó là một pho kinh Phật tên gọi tứ thập nhị chân kinh. Pho sách này đóng làm nhiều tập, ngươi phải lấy cắp cho đủ, đừng để thiếu một quyền nào mới được đó là sách gì người đọc lại cho ta nghe xem đã nhớ chưa? vì tiểu bảo đáp sách kinh Phật tên gọi tứ thập nhị chân kinh hải lão công nghe giọng nói của tiểu bảo đượm vẽ mừng vui liền hỏi người có chuyện chi mà hí hửng như vậy? vì tiểu bảo đáp công công nhắc lại bây giờ tiểu tử thuộc làng tên sách không quên lú như trước nên trong lòng rất đổi hả hê thực ra gã đang nghĩ thầm trong bụng mình chữ nghĩa đã ít bây giờ lão khỉ này lại bắt đi ăn cắp sách tại ngự thư phòng thì thật là một vấn đề nan dài vì mình không biết chữ lấy phải sách khác thì thật là hỏng bét. May ở chỗ lão con rùa bảo mình đi đánh cắp pho tứ thập nhị chân kinh thì trong năm chữ này mình đã biết được ba chữ tứ thập nhị. Gã nghĩ tới đây bất giác mừng thầm trong giả, không ngờ hải lão công nghe giọng nói mà phát giác ra tâm trạng gã. Hải lão công lại nói việc lấy cắp sách này cần phải chân tay cực kỳ mau lẹ. Nếu không thì dẫu người có 10 cái đầu cũng cụt hết vì tiểu bảo nói cái đó công công bất tất phải quan tâm hải lão công nói sau khi ngươi đi đánh cắp được pho tứ thập nhị chân kinh thì phải mời hai anh em họ ôn tới đây bảo cho chúng biết là ta có món đồ đáng giá muốn đưa tặng chúng vì tiểu bảo hỏi hai món đồ đó là những gì hải lão công đáp tới khi đó thì ngươi sẽ biết hà tất phải hỏi ngay bây giờ lão sực nhớ ra điều gì lại hỏi ngươi có mang cái đó về không vì tiểu bảo hỏi lại phải chăng là bộ thò lo hải lão công đáp chớ còn gì nữa vì tiểu bảo nói tiểu tử có mang về đây hải lão công dặn gã người không nên chảnh mãng hễ có thì giờ rảnh thì mang ra luyện cho nó thật dành nghề vì tiểu bảo vâng lời lui vào phòng thấy trên bàn đã bày sẵn cơm nước gã hỏi công công đã dùng cơm chưa để tiểu tử xới cơm ra hải lão công đáp ta không thấy đói người cứ ăn trước đi vì tiểu bảo cả mừng ngồi vào ăn ngay Mặc dù cơm canh đã nguội gã ăn vẫn thấy ngon miệng. Gã nghĩ thầm trong bụng, không biết cơm canh này của ai đem tới, dù sao ta không nên hỏi để lão khỏi sinh lòng ngờ vực. Dần già rồi mình cũng sẽ hiểu hết, nếu đây là hoàng cung thì gã họ Ngô, Tiểu Huyền Tử, đều là thái giám. Còn hoàng đế và hoàng hậu cả nước đều phải tôn thờ không hiểu mặt mũi ra sao. Nếu mình có dịp được gặp cũng hay, không hiểu Mao đại ca có trốn thoát được khỏi hoàng cung hay không lúc này đánh bạc không nghe ai nhắc tới, có lẽ y đã thoát nạn rồi. Vì tiểu bảo ăn cơm xong sợ hải lão công ngồi rồi sinh nghi. Gã liền lấy hột thỏ lò reo vào chén cho nó bật lên những tiếng len keng không ngớt. Thực ra những hột thỏ lò đã đổ thủy ngân thì gã có thể vận dụng thủ pháp muốn gieo mặt nào cũng được như ý. Hai năm trước gã đã luyện tập nghề này đến trình độ xuất thần nhập hóa, bây giờ không cần tập nữa gã ngồi gieo thỏ lò một cách vô vị rồi đâm ra buồn ngủ. Nhất là suốt đêm qua gã không được nghĩ chút nào, bây giờ mệt mỏi quá liền quay ra ngủ thiếp đi. Vì tiểu bảo ngủ cho đến xế chiều thì có lao công bưng cơm đến. Người này chẳng nói câu gì, đặt mâm cơm xuống rồi thu dọn chén bát mâm cơm cũ, đoạn nhanh chân lui ra. Vì tiểu bảo sới cho hải lão công lưng chén cơm và chờ lão ăn xong rồi mới dắt lão vào phòng ngủ gã nằm trên chiếc giường nhỏ nghĩ thầm trong bụng, việc quan trọng là ngày mai tỷ võ với tiểu huyền tử, không biết mình có cách nào để thắng gã. Vì tiểu bảo nhắm mắt lại để hồi tưởng những thủ pháp mà Mao Thập Bát đã thi triển trong lúc đánh nhau với những võ sĩ mãn châu ở tử điếm, nhưng chỉ nhớ lờ mờ không rõ ràng. Bất giác gã nảy lòng hối hận tự trách Mao Đại ca muốn dạy võ nghệ cho ta mà ta lại bướng bỉnh không chịu học tập mới thật là ngu giả tỷ ta để ý rèn luyện thì dù khí lực tiểu huyền tử có mạnh hơn ta cũng chẳng phải là đối thủ của ta được. Ngày mai nếu ta lại bị gã cởi lên lưng không chấn lại được thì thật là mất thể diện, và tiểu bạch long vi tiểu bảo này đừng hòng bôn tàu giang hồ nữa. Đột nhiên gã nhớ điều gì liền tự nhủ, bọn võ sĩ Mãn Châu không đánh nổi Mao Đại Ca, nhưng Mao Đại Ca lại không phải đối thủ của lão già con rùa này vậy sao ta không gạt lão dạy cho ta có chút bản lãnh để đánh bại tiểu huyền tử. Gã nghĩ tới đây liền nói, bẩm công công, tiểu tử nghĩ lại việc vào thư phòng để lấy cắp pho sách kia còn vấp phải một vấn đề nan dài. Hải lão công hỏi, điều chi nan dài, vì tiểu bảo đã bữa nay tiểu tử đi đánh bạc lúc trở về gặp một tên, tiểu thái giám, ở dọc đường. Gã trận đường tiểu tử có ý chia tiền tiểu tử vừa được. Dĩ nhiên tiểu tử không chịu, gã liền tỉ võ với tiểu tử và bảo có thằng gã thì gã mới thả cho về. Tiểu tử liền đánh vật với gã thật lâu nên mới về trì. Hải lão công nói chắc là ngươi bị thua rồi chứ gì, vì tiểu bảo đáp gã lớn người mà sức mạnh hơn nên tiểu tử không đấu lại. Gã còn bảo bao giờ thắng được gã thì gã mới thôi không quấy giày nữa. Hải lão công hỏi gã tên gì, ở phòng nào? Vì tiểu bảo đã, tiểu tử không hiểu gã là thuộc hạ của ai mà chỉ biết tên gã là Tiểu Huyền tử. Hải lão công nói, chắc ngươi đánh bạc đại thắng rồi sinh ra cao ngạo, làm cho người ta chán ghét. Nếu không thế thì chẳng khi nào vô cớ gã lại sinh sự với ngươi. Vì tiểu bảo nói, bữa nay tiểu tử thua gã nhưng không chịu phục, ước hẹn ngày mai tái đấu, chẳng hiểu có thắng được không. Hải lão công trao mày nói, phải chăng ngươi muốn cầu cạnh ta dạy võ? là bảo không dậy là không dậy, người đừng hòng dùng mưu mẹo để ta truyền thụ võ công cho. Vì tiểu bảo mắng thầm, lão già quỷ quái này thật thông minh, không chịu để ta gạt. Gã lại nói, có điều tiểu huyền tử không biết võ, vậy tiểu tử không cần công công dạy võ nghệ cũng có cách thắng gã. Bữa nay tiểu tử đã vật được gã xuống và cười lên mình, nhưng sức gã khó hơn nên lật ngược trở lại rồi cởi lên lưng tiểu tử. Ngày mai tiểu tử dáng gì chặt gã xuống, chắc gã không chỏi lại được như giống rùa thối tha. Vì tiểu bảo đã cố giữ mồm miệng không nói tục, nhưng bây giờ gã tức quá lại dùng tiếng con rùa thối tha để thoá mạ cho hà giận. Hải lão công nói, người muốn cho gã không lật ngược lại được cũng chẳng khó gì. Vì tiểu bảo nói, tiểu tử cũng nghĩ thế, ngày mai sẽ cố gắng đè mạnh vai gã xuống. Hải lão công bật cười nói, đè vai là vô ích, gã lật ngược lại được hay không là nhờ sức mạnh ở sau lưng. Vậy ngươi thúc đầu gối vào huyệt đảo sau lưng, là gã sẽ hết đường cửa quậy. Ngươi sang đây để ta chỉ trù huyệt đảo đó cho mà hay. Vì tiểu bảo nhảy sang giường của hải lão công nhanh như cắt. Hải lão công sờ lưng vì tiểu bảo để tìm huyệt đảo, rồi khẽ bấm một cái khiến người gã nhổn ra rồi hỏi. Ngươi đã nhớ rõ chưa? Vì tiểu bảo đáp tiểu tử nhớ rồi, ngày mai sẽ thực hành xem coi có kết quả gì hay không. Hải lão công tức mình nói, sao lại không kết quả? đòn này đánh ra trăm lần là trúng cả trăm. Lão lại đưa tay lên vuốt nhẹ vào sau gáy vì tiểu bào khiến gã phải kêu rú lên, gã cảm thấy tức ngực hơi thở tựa hồ bị tắc nghẽn. Hải lão công nói tiếp nếu ngươi chỉ mạnh vào hai huyệt đạo này thì tiểu huyền tử sẽ hết đường tỷ đấu với ngươi. Vì tiểu bảo mừng rỡ nói, ngày mai tiểu tử sẽ nắm chắc phần thắng. Đoạn gã trở về giường mình trong lòng rất lấy làm đắc ý. Sáng hôm sau, gã họ ngô lại đến rũ tiểu bảo đi đánh bạc khi luân phiên đến hai anh em nhà họ ôn là ôn hữu đạo và ôn hữu phương làm cái vi tiểu bảo liền trổ tài nghệ thắng chúng đến bốn năm chục lượng bạc hai anh em họ ôn đem đi hơn trăm lượng đánh thua hết nhằn chúng mượn của vi tiểu bảo năm chục lượng cũng thua nốt trong lòng vi tiểu bảo lúc nào cũng nhớ đến chuyện đấu võ với tiểu huyền tử nên canh bạc vừa tàn gã chạy đến ngay căn nhà hôm qua vừa bước vào nhà gã ngó thấy trên bàn bày sẵn nhiều món điểm tâm gã liền đớp luôn mấy miếng bỗng gã nghe có tiếng giày lộp cộp vang lên ở ngoài thềm gã sợ không phải tiểu huyền tử liền lật đật chui xuống gầm bàn thì lại nghe tiếng tiểu huyền tử la gọi tiểu quế tử tiểu quế tử vì tiểu bảo nhảy vọt ra ngoài vừa cười vừa nói một lời đã nói ngựa khôn theo tiểu huyền tử cũng cười ha hả nhắc lại phải rồi một lời đã nói ngựa khôn theo vì tiểu bảo thấy gã mặc quần áo mới thì nghĩ thầm trong bụng, xem chừng tiểu huyền tử rất được hoàng thượng tin yêu. Nghĩ tới đây gã nỗi lòng ghen tức, định lát nữa sẽ xe áo đối phương cho bỏ ghét. Vì tiểu bảo nghĩ vậy liền thét lên một tiếng rồi nhảy sổ về phía tiểu huyền tử. Tiểu huyền tử cũng quát lên, hay lắm, gã nắm lấy hai tay của vi tiểu bảo rồi gạt ngang chân trái một cái. Tiểu bảo đứng không vững té nhào xuống đất, nhưng nó cũng lôi tiểu huyền tử ngã theo. Vì tiểu bảo liền thừa cơ lăn mình đi một vòng rồi đè lên lưng đối phương. Gã nhớ lời dặn của hải lão công muốn thò tay ấn vào huyệt đảo trên lưng tiểu huyền tử nhưng gã chưa từng luyện tập môn điểm huyệt nên bắt không trúng trồ. Tiểu huyền tử lại thừa cơ tiểu bảo đang lúng túng liền lật ngược lại đè lên mình đối phương đồng thời khóa lấy cánh tay mặt gã muốn bẽ gầy. Vì tiểu bảo la hoàng, trời ơi, ngươi định bẽ tay ta ư, sao không biết thẹn, tiểu huyền tử cười đáp nghề đô vật tức là nghề bẽ tay can chi mà thẹn. Vì tiểu bảo nhân lúc đối phương đang giải thích, phân tán tâm thần, gã cửa mạnh một cây rút được tay ra quảng lấy sau lưng tiểu huyền tử nhấc bỗng lên qua đầu mình rồi liệm xuống đất một cái thiệt mạnh. Tiểu huyền tử nhảy bật lên nói, té ra người cũng biết chiêu phi vân thủ. Thực ra vì tiểu bảo chẳng biết phi vân thủ là gì, gã gặp sao đánh vậy mà thôi, tình cờ thắng được một chiêu, bất giác tinh thần phấn khởi gã quát lên, phi vân thủ đã ăn thua gì ta còn biết nhiều đòn tinh vi hơn nữa mà còn chưa sử dụng tới. Tiểu huyền tử nói, thế thì hay lắm, bây giờ chúng ta lại vật keo nữa. Té ra người cũng đã học cách đô vật, thảo nào ta không thắng nổi. Nhưng người thi triển chiêu nào là ta sẽ học được chiêu đó. Ta chỉ thua ngươi vài lần là đã học hết những ngón đòn của ngươi. Tiểu huyền tử dứt lời liền nhảy sổ tới, vì tiểu bảo vội vàng ứng chiến. Rẻ đâu đó là đòn nhử của tiểu huyền tử. Gã chờ đối phương nhảy tới liền né sang một bên rồi đẩy mạnh vào sau lưng vi tiểu bảo khiến gã té sấp xuống đất. Tiểu huyền tử liền cởi lên lưng tiểu bảo quát hỏi gạch dưới người đã chịu hàng chưa? Vì tiểu bảo đáp nhất định không hàng, gã vừa nói vừa vùng vầy định tung mình lên. Đột nhiên gã cảm thấy trên lưng đau nhói. Gã đã bị tiểu huyền tử điềm trúng huyệt đảo và lại chính là huyệt đảo mà hải lão công đã chỉ cho gã đêm hôm trước. Thủ pháp này vì tiểu bảo học rồi mà sử dụng chưa quen thì đã bị đối phong học lòm được và thi triển có hiệu quả trước gã. Vì tiểu bảo cố cửa quậy mà không thoát được gã đành nhượng bộ nói, thôi được, ta hãy tạm hàng ngươi một lần. Tiểu huyền tử thích chí cười ha hà buông vi tiểu bảo ra. Vì tiểu bảo vừa thoát khỏi áp lực đã đưa chân móc một cái khiến cho tiểu huyền tử lào đào người đi cơ hồ muốn té. Tiểu bảo lại vung quyền lên đấm vào lưng tiểu huyền tử tiểu huyền tử đau quá rú lên một tiếng, vì tiểu bảo thừa cơ nhảy bổ tới thọc vào huyệt đạo sau gáy đối phương. Tiểu huyền tử đầu óc choáng váng ngã chui xuống đất, vì tiểu bảo đè lên siết chặt không buông, rồi quát hỏi, người có chịu hàng không thì bảo. Tiểu huyền tử đột nhiên khuynh khuỷu tay ngược lên đánh trúng ngực vi tiểu bảo làm cho gã đau đớn vô cùng. Gã rú lên một tiếng rồi ngã ngửa người ra. Tiểu huyền tử lại nhảy sồ tới cười lên bụng vi tiểu bảo thế là gã lại thắng keo nữa, nhưng lần này phải vất vả mới thắng được. Gã thở hồng hộc hỏi, người đã chịu phục chưa? Vì tiểu bảo đáp ta nhất định không phục. Tiểu huyền tử nói, không phục thì đứng dậy đấu thêm một trận nữa. Vì tiểu bảo lồm cồm chống tay xuống đất định vùng dậy, nhưng gã bị người của tiểu huyền tử đè lên ngực cơ hồ nghẹt thở không vùng vẫy được nữa. Gã đành chịu thua thêm keo nữa tiểu huyền tử đứng dậy thấy hai cánh tay mỏi nhử liền nói để đến mai hãy tái đấu ta phải khiến cho ngươi tâm phục diện phục mới nghe vì tiểu bảo cũng thấy trong mình mỏi mệt liền đáp kể ra ta muốn đánh ngay bây giờ nhưng ngươi đã yêu cầu hoàn đến ngày mai thì ta cũng chiều lòng nhưng ngày mai phải đấu năm keo nữa để phân thắng bại tiểu huyền tử cười nói dù có đấu trăm trận nữa ta cũng nắm chắc phần thắng ngày mai ngươi có giỏi thì lại đến đây vì tiểu bảo cũng cười nói ta chỉ e ngươi không dám tới ngươi nói lời phải giữ lấy lời mới là bậc đại trượng phu tiểu huyền tử đáp được rồi chúng ta cứ thế vì tiểu bảo vừa về nhà đã nói ngay công công phương pháp của công công không dùng được hải lão công tức mình nói chỉ có mi là không dùng được lại thua rồi phải không vì tiểu bảo cãi nếu dùng lối đánh của tiểu tử thì còn có cơ mà thắng phương pháp của công công tầm thường quá tiểu tử toan dùng thì đối phương đã biết rồi. Hải lão công giật mình hỏi, gã biết rồi ư, mi hãy qua đây diền lại ta coi, hồi 12. Vì tiểu bảo dò la hải lão. Vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng, cặp mắt lão đã đuôi mù thì mình có diễn lại lão cũng chẳng ngó thấy. Bỗng gã nhớ ra một điều quan trọng, tự hỏi, không biết lão này mù thật hay lão giả vờ. Âu là ta thử diễn để xem lão có nhìn thấy gì không? Vì tiểu bảo nghĩ vậy rồi thúc khuỷu tay hất mạnh về phía sau nói, tiểu huyền tử đánh một đòn như vậy khiến tiểu tử suýt mất đi. Hải lão công buông tiếng thở dài não nuột rồi cất tiếng hỏi, ô hay, người nói vậy thì ta biết thế nào được, ta có nhìn thấy gì đâu. Đoạn lão từ từ đứng dậy nói, bây giờ ngươi coi ta như đối thủ, đánh thật sự cho ta biết. Vì tiểu bảo mừng thầm nghĩ bụng, thế này thì lão đôi mắt thật rồi không còn nghi ngờ gì nữa. Gã liền tựa lưng vào ngực Hải lão công đưa khuỷu tay thúc nhẹ về phía sau nói, tiểu huyền tử đánh một đòn như vậy, gã vừa thấy khuỷu tay mình chạm vào người Hải lão công liền dừng lại. Hải lão công nói, đó là, dịch đề thủ, có chi là lạ, vì tiểu bảo nói, hắn lại đánh tiểu tử một đòn khác, vì tiểu bảo nói rồi nắm tay Hải lão công vắt ngang lên vai gã, nói tiếp tiểu tử kéo mạnh một cái làm cho người hắn tông qua đầu tiểu tử rồi té xuống đất hải lão công nói đòn này kêu bằng phi vân thủ vì tiểu bảo nói té ra công công cũng hiểu rõ kế đó gã nắm tay hải lão công khẽ bẽ một cái giống như tiểu huyền tử đã bẽ tay gã hải lão công la lên ủa đó là chiêu thứ ba trong đào chiết thủ còn những đòn nào nữa vì tiểu bảo bụng bảo dạ té ra tiểu huyền tử đã sử dụng những đòn võ có tên gọi hàn hoi còn mình thì đánh bừa đánh ẩu dù sao ta cũng phải tìm tên đặt cho những chiêu thức của mình mới có vẻ oai phong. Vì tiểu bảo lại nói tiếp kế đó tiểu tử nhảy sổ về phía tiểu huyền tử. Hắn vội tránh sang một bên chờ người tiểu tử lướt tới. Hắn đẩy mạnh vào sau lưng tiểu tử khiến tiểu tử. Hải lão công không chờ gã nói hết đã hỏi ngay gã đẩy chỗ nào trong mình ngươi. Vì tiểu bảo đáp tiểu tử bị hắn đẩy té đau đớn không nhớ rõ hắn đẩy vào chỗ nào. Hải lão công thò tay đẩy nhẹ vào lưng gã hỏi, có phải chỗ này không? Vi tiểu bảo đáp, không phải, hải lão công chỉ vào mấy chỗ nữa, nhưng vi tiểu bảo vẫn lắc đầu đáp, đều không đúng. Sau cùng hải lão công thích vào xương sườn bên phải gã, hỏi, chỗ này có đúng không? Đồng thời lão khẻ đẩy một cái, ti ẻo qué tử ngã chúi về phía trước. Gã liền nhớ đúng là chỗ tiểu huyền tử đã đẩy gã, gã nói lớn, đúng đó, đúng đó, phải chỗ này rồi, sao công công biết, hải lão công không nói gì chỉ cúi đầu suy nghĩ, hồi lâu mới cất tiếng hỏi, người bảo hai chiêu thức ta dạy thắng lõi đó đều biết cả. Người nói thật chăng, vì tiểu bảo đáp chẳng bao giờ tiểu tử dám nói dối công công, gã còn đè vào chỗ này trên ngực tiểu tử làm cho nghẹt thở, nên tiểu tử đành phải đầu hàng. Cái đó kêu bằng, hải lão công không muốn nghe vi tiểu bảo nói dài dòng, liền hỏi lại, gã đè ở chỗ nào? Vì tiểu bảo nắm tay hải lão công ấn lên ngực mình, đáp, hắn đè lên chỗ này. Hải lão công thở dài nói, đó là huyệt tử cung, nếu vậy sư phụ của thằng nhỏ này phải là một bậc siêu nhân. Vì ti ẻo bảo không phục đáp, siêu nhân thì làm cóc gì? Bậc đại trượng phu phải biết tùy thời, ngày mai vì tiểu bảo này quyết phải thắng gã. Hải lão công lại ngồi vào ghế bành, trong lòng suy nghĩ mông lung. Hồi lâu lão mới nói, thằng nhỏ đó biết tiểu cầm nã thủ còn là chuyện thường, nhưng hắn đẩy vào huyệt y xã là phép miên thủ của phái vỏ đương còn hắn đè huyệt cân thúc và huyệt tử cung cũng đều là những môn võ tránh tông của phái võ đương, té ra trong hoàng cung này có một tay cao thủ võ đương nằm vùng, không hiểu họ mưu tính chuyện gì. Lão ngừng lại một chút rồi hỏi tiếp thằng nhỏ giao đấu với ngươi cờ bao nhiêu tuổi, vì tiểu bảo đác gã hơn tiểu tử khoảng một hai tuổi lối 15,16 gì đó nhưng thân hình cao lớn. Vì tiểu bảo tỷ võ đã bị thất bại, chẳng thể không nhìn nhận nhưng gã phóng đại và nhấn mạnh chùa tiểu huyền từ thân hình to lớn cho đờ thẹn. Đồng thời gã có ý nói vì theo chiêu thức của hải lão công truyền thụ nên mới bị thua. Giả tĩ hải lão công không dạy võ thì lúc gã trở về đã bịa ra là gã đã thắng trận rồi. Hải lão công trầm ngâm một lúc rồi hỏi, hù, thằng nhỏ kia vào lối 15,16 tuổi, người đấu với gã được chừng bao lâu thì bị thua. Vì tiểu bảo đáp ít xa là đấu hơn một giờ hải lão công xịu mặt xuống hỏi, đừng nói khoác, thực tình bao nhiêu lâu, ta cấm ngươi lừa gạt ta, vì tiểu bảo ngập ngừng đáp chẳng một giờ thì cũng quá nữa giờ. Hải lão công đằng hắng một tiếng rồi nói, ta hỏi ngươi câu gì ngươi nên nói cho thiệt, gã kia đã rèn luyện võ công còn ngươi chưa học qua thì có thua cũng chẳng lấy gì làm xấu mặt. Đã cùng người tỷ đấu dù thua bảy tám lần hay mười lần cũng chẳng làm gì, mà cho dù thua đến vài trăm lần cũng không sao nhất là ngươi còn nhỏ tuổi thì lại càng không đáng ngại. Cột sao thắng lần tối hậu là được, đả bại đối phương cho kỳ đến lúc hắn không dám đấu với ngươi nữa, mới là anh hùng hão hán. Vì tiểu bảo nói, công công nói phải lắm, ngày trước hán cao tổ đánh trăm trận thua cả trăm chỉ thắng một trận tối hậu mà sở bá vương phải treo cổ trên sông ô Giang. Hải lão công ngắt lời, dù treo cổ cũng thế hay đâm cổ, mổ bụng tự vẫn cũng vậy. Nói lại là thua rồi đi đến trồ tự sát hải lão công nói bao giờ ngươi cũng không chịu nhận phần thất bại ta hỏi ngươi hôm nay ngôi đấu với tiểu huyền tử bị thua mấy lần vì tiểu bảo ấp ốm đáp bất quá một hai lần hay hai ba lần gì đó hải lão công nói chắc là ngươi thua bốn lần có đúng thế không vì tiểu bảo đáp tiểu tử chân chính thất bại hai lần còn hai lần vì sơ ý không kể là thua thật sự hải lão công lại hỏi mỗi cuộc đấu chừng bao lâu Tiểu bảo đáp tiểu từ không nhớ đọc chuẩn đích, có lần bằng đi đại tiện, có lần bằng đi tiểu tiện. Có keo giờ đại giờ tiểu, hải lão công tức mình hỏi, người nói nhăng gì thế, sao lại bằng với đi đại tiện hay tiểu tiện? Vì tiểu bảo đáp đi đại tiện thì chậm một chút, mà đi tiểu tiện thì chưa đủ thời giờ. Hải lão công mỉm cười nghĩ bụng, thằng lõi này tuy ăn nói thô tục nhưng cách tỉ dụ của gã thật rõ ràng lão trầm ngâm một chút rồi nói ngươi chưa học võ công mà tiểu huyền tử cũng phải quần với ngươi một hồi mới đánh ngã được thế là hắn cũng mới luyện võ chẳng có gì đáng ngại ta dạy ngươi một môn đại cầm nã thủ ngươi nhớ cho kỹ để mai tỷ đấu là có thể thắng gã dược vì tiểu bảo mừng rỡ đáp gã mới biết sử tiểu cầm nã thủ mà mình thi triển đại cầm nã thủ lấy đại đè tiểu tất là phải thắng hải lão công nói cái đó cũng không nhất định đại cầm nã thủ hay tiểu cầm nã thủ đều có chỗ sở trường. Vấn đề là ở nơi mình có luyện được tinh diệu hay không? Hắn mà luyện tiểu cầm nã thủ đến chỗ cao thâm vẫn có thể thắng đọc đại cầm nã thủ nếu người ta không luyện đến nơi đến chốn. Môn đại cầm nã thủ gồm có 18 đường, mỗi đường có 18 thủ thức. Mỗi thủ thức lại có đến 7,8 chỗ biến hóa. Người không thể nhớ hết được trong một ngày. Vậy trước hết hãy học hai thủ thức rồi sẽ liệu. Dứt lời. Lão đúng dậy biểu diễn một lần rồi nói: người hãy luyện thuộc đi rồi chết giải cho ta coi." Vì tiểu bảo thông tuệ hơn người, gã vừa coi một lượt đã nhớ ngay rồi luyện luôn 7,8 lần. Gã đã tự cho là thuộc liền nói: "Tiểu tử nhớ kỹ rồi." Hải lão công ngồi trên ghế vươn tay trái ra chụp vào bả vai gã. Vì tiểu bảo đưa tay lên gạt, nhưng chậm một bước và bị lão chụp trúng bả vai. Hải lão công nói: "Thuộc đâu mà thuộc, luyện nữa đi." vi tiểu bảo lại luyện thêm mấy lần nữa rồi cùng hải lão công chết chiêu hải lão công vươn tay trái ra chiêu số giống như lần trước lần này vi tiểu bảo đã chuẩn bị sẵn sàng vừa thấy lão cử động gã đã giơ tay trái lên gạt nhung cũng chậm một chút và vẫn bị nắm giữ đầu vai hải lão công ngư một tiếng rồi nói thằng lõi này ngu dốt quá vì tiểu bảo cũng mắng thầm trong bụng con rùa già thối tha kia gã không ngừng luyện chiêu thức đó đến lần thứ ba chiết giải vẫn bị chụp trúng bả vai thì trong lòng gã không khỏi bâng khuâng chẳng hiểu vì duyên cớ gì hải lão công nói chiêu trào này của ta dù ngươi có luyện tới ba năm cũng không tránh được vậy ta nói cho ngươi hay ta mà chụp lấy bả vai ngươi thì ngươi vung bàn tay lên chém vào cổ tay ta cái đó kêu bằng lấy công làm thủ hải lão công lây vươn tay ra chụp vì tiểu bảo vung cổ tay lên chém xuống cổ tay lão không ngờ hải lão công cũng không rụt tay về mà lại xoay tay tát đánh bốp vào mặt vi tiểu bảo. Vi tiểu bảo tức quá cũng vung tay tát giả, hải lão công xoay bàn tay trái nắm được cổ tay gã rồi tiện đà hất mạnh một cái làm cho gã té xuống. Lão cười hỏi, thằng lõi ngốc dại kia, người đã nhớ chưa, vi tiểu bảo bị hất té dập đầu vào tường cơ hồ ngất xỉu. Gã tức quá suýt nữa buột miệng mắng, lão con rùa, nhưng gã kịp dừng lại, bụng bảo giả, hai chiêu này hay quá ngày mai ta đi tỉ võ với tiểu huyền tử thử đem dùng xem sao. Gã lồm cồm bò dậy ngẫm nghĩ về hai thức mà hải lão công vừa dạy cho. Gã nhớ rồi lại diễn thử, chiết chiêu đến mười mấy lần, gã thấy thủ pháp của hải lão công thần bí khôn lường. Coi bề ngoài chẳng lấy chi làm lạ lắm mà rốt cục gã vẫn bị hải lão công chụp chúng. Sau gã luyện đến chỗ không bị chụp chúng bà vai nữ thì lại bị tát tai nầy lửa đom đóng mắt. Có điều mấy lần sau lão tát nhẹ đi chỉ khẽ phất tay vào mặt để thay cho cái bạt tai. Trường hợp này tuy gã không thấy đau đớn, nhưng lần nào cũng bị ngón tay lão phất trúng mặt. Vì tiểu bào hỏi, công công ơi, làm thế nào để tránh khỏi cái tát tai? Hải lão công tùm tĩm cười đáp, nếu ta định đánh ngươi thật sự thì dù ngươi có luyện đến 10 năm nữa cũng không tránh khỏi. Nhưng tiểu huyền tử thì không tát được ngươi đâu, vậy ngươi hãy luyện thêm thủ thức thứ hai. Lão nói rồi đứng lên biểu diễn thủ thức thứ hai của đại cầm nã tù lão vừa biểu diễn vừa chỉ bảo cách chiết giải. Vì tiểu bảo quyết tâm đánh bại tiểu huyền tử nên gã cố gắng rèn luyện mà hải lão công truyền thụ cũng không chán nản. Hôm ấy từ chiều cho đến tối hai người tiếp tục chiết giải thủ pháp. Hải lão công ngồi trên ghế mà cánh tay cử động co rùi đều tùy theo ý muốn. Mỗi lần ra chiêu là vi tiểu bảo lại trúng một cái bạt tai. Dù lão ra tay rất nhẹ, không vận động kinh lực mà tối đến vi tiểu bảo lên giường nằm ngủ vẫn cảm thấy từ đầu đến chân khắp mình đau đớn như bị dần. Trong nửa ngày trời, ít ra gã đã luyện đến 7, 800 lần. Sáng hôm sau vi tiểu bảo đánh bạc rồi đi kiếm tiểu huyền tử để tỉ võ. Gã thấy tiểu huyền tử bữa nay lại thay bộ áo mới khác thì ghen tức vô cùng. Vừa ra tay gã đã xe áo đối phương đánh soạt một tiếng làm rách một vệt dài. Những thủ pháp mới học được hôm qua vì gã tức quá nên quên hết thành ra bị tiểu huyền tử đánh một quyền trúng lưng. Vì tiểu bảo đau quá thét lên be be, tiểu huyền tử lại dùng ngón tay điểm trúng huyệt đạo chân trái gã. Vì tiểu bảo bị tê liệt chân trái không nhúc nhích được, phải quỳ một gối xuống. Tiểu huyền tử lại đẩy vào sau lưng một cái, khiến gã ngã chui xuống lập tức. Tiểu huyền tử cười lên lưng vi tiểu bảo, rồi điểm vào huyệt ý xá vi tiểu bảo. Vì tiểu bảo đành chịu đầu hàng, gã đứng dậy ngưng thần chờ đợi, chờ tiểu huyền tử vừa nhảy sổ tới. Lập tức sử môn đại cầm nã thủ, vặn vào tay đối phương Tiểu huyền tử ruột tay về vung quyền lên toan đánh Nhưng chiêu này đã bị vi tiểu bảo đoán biết chóc Tiểu bảo nắm được cổ tay đối phương vặn đi một cái rồi vung khuỷu tay trái huyết vào sau lưng đối phương Tiểu huyền tử kêu to một tiếng, không phản ứng nữa Thế là vi tiểu bảo thắng keo này Từ hôm hai gã bắt đầu tỉ võ đến nay, đây là lần đầu tiên vi tiểu bảo đắc thắng trong lòng gã sung sướng không biết bao mà nói, hôm ở trên núi Đắc Thắng gần thành Dương Châu, gã đã giết được một tên thị vệ và đến Hoàng Cung gã lại hạ sát tiểu quế tử, nhưng hai lần đó gã đều phải dùng cách trá ngụy. Bình sinh gã động thủ đánh nhau với người thì ngoại trừ đối với những đứa trẻ nhỏ 8,9 tuổi là lần nào gã cũng thắng, còn đánh với những người lớn gã nhất định bị thất bại. Ngẫu nhiên có một đôi khi chiếm được thượng phong thì cũng là nhờ ở sự lẻo mép hay dùng thủ đoạn đê hèn liệp đất cát hoặc ném vôi bột vào mắt người. Còn đem chân lực ra mà thủ thắng thì đây mới là lần đầu tiên. Vì tiểu bảo vì mừng rỡ qua độ không tránh được tâm khí phù động nên keo thứ ba gã lại bị thất bại. Đến trận đấu thứ tư, vì tiểu bảo ngưng thần chú ý thi triển môn đại cầm nã thủ. Hai gã quần nhau đã lâu mà vẫn ở thế rằng co bất phân thắng bại sau hai gã đều kiệt lực cứ ôm giữ lấy nhau mà thở hồng hộc rồi đành bãi chiến. Tiểu huyền tử cười nói, bữa nay bản lãnh của ngươi đã tiến được khá nhiều nên ta tị thi với ngươi cảm thấy có đôi chút hứng thú. Ta hỏi ngươi một điều ngươi nên nói thật, ai mới truyền thụ võ công cho ngươi? Vì tiểu bảo không ngần ngừ gì đáp ngay, bản lãnh của ta đã có sẵn từ trước, nhưng mấy bữa nay ta chưa muốn trổ tài ra mà thôi. Ngày mai ta sẽ thi triển nhiều thủ đoạn lợi hại hơn ngươi có muốn lãnh giáo không tiểu huyền tử cười ha hả đáp dĩ nhiên ta muốn lãnh giáo lắm những thủ đoạn của ngươi không phải là thủ đoạn đầu hàng đấy chứ vì tiểu bảo nói này này đến mai mà ngươi không chịu đầu hàng ta quyết chẳng chịu bãi chiến vì tiểu bảo vừa về đến nhà đã nhơn nhơn tự đắc lớn tiếng gọi công công ơi đại cầm nã thủ của công công quả nhiên lợi hại thiệt tiểu tử nắm được tay thằng lõi kia lại huých khuỷu tay vào lưng hắn khiến hắn không chống lại được nên chịu thua rồi. Hải lão công hỏi, bữa nay ngươi đấu với gã mấy hiệp, vì tiểu bảo đác đánh bốn keo mỗi bên đều thắng hai keo. Hải lão công nói, lời ngươi nói phải rút đi bớt mấy phần, nếu đâu bốn keo thì nhiều lắm là ngươi chỉ thắng được một keo. Vì tiểu bảo cười hì hì đác keo đầu tiểu tử không thắng, keo thứ hai đúng là tiểu tử đánh bại hắn nếu tiểu tử nói ngoa sẽ bị thiên chu địa diệt. Keo thứ ba không thể bảo là tiểu tử thất bại. Keo thứ tư thì hai bên đều kiệt lực rồi đi đến chỗ bãi chiến và hẹn ngày mai sẽ tái đấu. Hải lão công nói, đầu đuôi thế nào ngươi nói thật cho ta nghe. Ngươi hãy từng thuật từng chiêu từng thức một. Vì tiểu bảo tuy nhớ dai, nhưng võ công gã hãy còn quá ít ỏi. Nên trong bốn cuộc đấu, phép đánh từng chiêu từng thức gã không kể lại được hoàn toàn chỉ có trận thứ ba là gã miêu tả được mấy chiêu đắc ý vì gã đã thắng cuộc này xong hải lão công chỉ muốn biết kỹ gã đã thất bại trong những trường hợp nào. Vì tiểu bảo đành nói hàm hồ cho xong chuyện, sau gã bị cật vấn quá phải lòi ra chân tướng, những chiêu thức mà tiểu huyền tử đã thi triển và thủ thắng. Hải lão công biết rõ như chính mắt lão ta thấy, so với lời tường thuật của vi tiểu bảo còn tường tận hơn gấp mấy mươi lần lão nêu ra những điểm khiến cho vi tiểu bảo nhớ là y thì quả nhiên là đúng thế. gã liền hỏi công công nhất định công công có thiên lý nhãn mắt trông xa ngàn dặm nếu không thì sao biết rõ được thủ pháp của tiểu huyền tử hải lão công cúi đầu ngẫm nghĩ miệng lẩm bẩm quả đúng là tay cao thủ phái võ đương quả đúng là tay cao thủ phái võ đương vì tiểu bảo vừa kinh hải vừa mừng thầm hỏi công công bảo thằng lõi tiểu huyền tử là cao thủ phái võ đương ư thế mà tiểu tử đã quần nhau với hắn bất phân thắng bại ha ha hải lão công ngừ một tiếng rồi nói đừng có khoe giỏi nữa ai bảo là hắn ta muốn nói sư phụ đã dạy quyền cước cho hắn kia vì tiểu bảo hỏi công 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 ở phái nào võ công phái chúng ta đúng là thiên hạ vô địch dĩ nhiên so với phái võ đương còn lợi hại hơn nhiều cái đó khỏi cần phải nói gã không biết hải lão công ở môn phái nào mà cứ tâng bốc lão lên mãi hải lão công đã ta ở phái thiếu lâm, vì tiểu bảo cả mừng nói, thế thì hay lắm, võ công của phái võ đương mà đụng phải phái thiếu lâm tất bị thất bại tan tành, cục đuôi chạy trốn. Hải lão công đặng hắng một tiếng rồi nói, đúng là hắn thi triển môn cầm nã thủ chính tông của phái võ đương. Vậy chúng ta phải dùng môn cầm nã thủ chính tông của phái thiếu lâm để đối phó. Bằng không thì chẳng thế nào thắng được. Vì tiểu bảo nói, đúng thế, tiểu tử có thua còn là việc nhỏ, nhưng làm thương tổn đến oai danh của phái thiếu lâm là chuyện to lớn vô cùng. Gã chưa bái sư nhập môn mà cứ tự xưng là phái thiếu lâm chúng ta, mới thật là liếu. Hải lão công nói, hôm qua ta truyền cho ngươi hai chiêu đại cầm nã thủ chỉ có ý khiến cho ngươi thắng được thằng nhỏ đó để hắn biết khó lòng địch lại mà rút lui. Không phải lần quần với gã nữa, miễn sao ngươi vào được ngự thư phòng để lấy sách, nhưng bây giờ cục diện biến đổi. Thằng nhỏ đó đúng là dòng chính tông phái võ đương, Vậy 18 đường đại cầm nã thủ phải học lại từng chiêu từng thức. Người có biết cung tiền bộ là gì không? Vì tiểu bảo đã cung tiền bộ ư, cái đó đương nhiên là tư thức giống như lúc dương cung bắn tên vậy. Hải lão công sa sầm nét mặt nói muốn học võ công cần phải tâm thành thiện trí. Điều gì không biết thì bảo là không biết. Con người học võ kỵ nhất là điều tự cho mình thông minh, tự cho mình là phải. Chân bước co đầu gối lại như hình cánh cung cái đó kêu bằng, cung túc, chân trước đưa tranh trách lên hình như mũi tên thì kêu bằng, tiền túc, cả hai tư thức này hợp vào gọi là, cung tiền bộ. Vì tiểu bảo nói, cái đó tiểu tử có thể lãnh hội được, chứ có khó gì. Hải lão công hừ một tiếng rồi bắt đầu biểu diễn theo lối liên hoàn những thủ thức, tương thôi trừ, phản bối nghiêm thân cảo, tiền đảo bái, bạch mã phiên đề, lý ngư tháo ti, nghinh phong phất liễu, thích thuận cước, tất trùy, thông thiên pháo kim ti phan mi Sanh hoạt tiền đảo bát, hầu tọa hào, triền ti, Trí yêu, cổn đề, Sanh thủ, quán nhĩ, điền lô, tất cả 18 thủ thức cùng phương pháp chiết giải dạy cho vi tiểu bào. Mỗi đường có 18 thủ thức, 18 đường là 324 lối biến hóa. Cách truyền thụ của hải lão công bữa nay khác hẳn với hôm qua, lão không cầu cho thành công gấp rút mà lúc chiết chiêu với vi tiểu bào lại không nớt giận dò cạn kè. Bữa nay lão không tát tai hoặc chụp cổ vi tiểu bảo nên gã không phải chịu đau đớn mà hiểu rõ đạo lý về cách chiết giải từng chiêu thức trong phép đại cầm nã tù. Vì tiểu bảo luyện võ một cách hứng thú, miệng không ngớt tán rong, chiêu này thật là tuyệt diệu, chắc thằng lõi kia không thể nào chống nổi. Hồi 13 Tiểu hào kiệt thám thính thư phòng Vì tiểu bảo luyện cho tới lúc ăn cơm chiều thì thuộc được 10 đường đại cầm nã tù. Hải lão công tán dương gã, thằng nhỏ này ăn nói lổ mãng, nhưng trí nhớ rất cường kiện ăn cơm xong gã đợt ôn lại lần nữa trong phép đại cầm nã tủ nhiều chiêu số lúc thi triển phải cúi lom khom nhưng hải lão công không thực hành chiêu thức mà chỉ dạy chuyên không lão cứ sở mình vi tiểu bảo là đủ biết tư thức của gã chúng hay sai sáng hôm sau lại đúng giờ như mọi ngày vì tiểu bảo đến kiếm tiểu huyền tử để tị võ gã chắc mẫm bữa nay học được thêm nhiều đòn thì có đâu bốn keo gã sẽ thắng cả bốn rẻ đâu khi động thủ tĩ thí bao nhiêu chiêu số học được tựa hồ vô dụng vì chiêu nào cũng bị tiểu huyền tử dùng những chiêu số đặc biệt khác lạ để phá vỡ vì tiểu bảo thua liền hai keo đầu đến keo thứ ba gã tập trung tinh thần phóng ra chiêu minh phong phất liễu mới khóa được tay tiểu huyền tử để thủ thắng gã mừng rỡ quá chừng không lưu tâm được nữa thành ra keo thứ tư gã thi triển chiêu thức lại sơ hở bị tiểu huyền tử hất ngã rồi cởi lên lưng cổ gã bị cặp đùi của đối phương kẹp cơ hồ nghẹt thở. Vì tiểu bảo chịu đầu hàng, tiểu huyền tử buông tha cho gã đứng dậy, gã tức quá cất tiếng thoá mả, hải lão công hỏi ngay, hắn đã chịu nhìn nhận chưa? Vì tiểu bảo đáp tiểu tử hỏi hắn, phải chăng sư phụ ngươi ở phái võ đương? Gã sừng sốt hỏi lại, ô hay, sao ngươi biết rõ thế? Như vậy là hắn đã chịu nhìn nhận rồi chứ gì? Hải lão công lầm bầm nói để mình nghe, ta đoán quả không lầm thằng nhỏ kia đúng là đồ đệ của một cao thủ phái võ đương. Lão cúi đầu ngẫm nghĩ, tựa hồ như đang gặp phải một vấn đề cực kỳ khó giải quyết. Hồi lâu, hải lão công mới ngưỡng đầu lên nói, bữa nay ta dạy ngươi luyện đường thứ hai trong phép đại cầm nã tù Đường thứ hai trong đại cầm nã tù cũng có tất cả 18 thức. Đường này chú trọng về phần điểm huyệt và bẽ xương tay khiến cho đối thủ bị bong gân mà phải đầu hàng nhưng ngón võ bẽ tay cũng giống như những đòn mà Vi Tiểu Bảo thường dùng để đánh lộn với trẻ con khi còn ở Dương Châu. Chỉ có phép điểm huyệt là quan trọng, đồng thời môn này lại mượn sức mạnh của đối phương để đánh lại đối phương nên lợi hại hơn lối đánh ẩu của Vi Tiểu Bảo rất nhiều. Hôm sau Vi Tiểu Bảo tỷ đấu với Tiểu Huyền Tử, gã đã có thêm 96 đòn. Nhưng võ công của Vi Tiểu Bảo tăng thì nghệ thuật của Tiểu Huyền Tử cũng gia tăng. Hai bên tỷ đấu năm keo vi tiểu bảo thắng 2 thua ba mấy hôm sau sáng nào vi tiểu bảo cũng đi đánh bạc những ngày đầu gã còn bịt khăn trắng che mặt sau gã bỏ khăn đi mọi người thấy gã không giống tiểu quế tử nhưng vì mãi mê cớ bạc nên cũng chẳng để ý tới hơn nữa vì tiểu bảo thường hay cho người mượn tiền một cách dễ dãi nên ai cũng có cảm tình với gã vi tiểu bảo ra khỏi sòng bạc lại đi kiếm tiểu huyền tử tĩ đấu buổi chiều gã ở nhà luyện võ với hải lão công, môn đại cầm nã thủ mỗi ngày một khó khăn hơn, đồng thời bệnh ho của hải lão công mỗi ngày một thêm phần trầm trọng. Thường khi lão nổi cơn ho dữ dội không thể chỉ dẫn được, gã đành rèn luyện một mình. Kể từ hôm vi tiểu bảo vào hoàng cung đến nay, thấm thoát đã trên hai tháng. Gã biết rõ võ công của hải lão công rất đổi cao thâm. Nếu được lão dạy đến nơi thì sau này có thể thành người bản lãnh cao cường vì thế mà gã tiếp tục rèn luyện một cách chuyên cần, không hề trễ nãi. Vì tiểu bảo ở Hoàng Cung tuy đời sống giờ sung túc, nhưng không được tự do đùa giỡn, chửi mắng, nói tục, nên mồm miệng cũng ngứa ngáy khó chịu. Hàng ngày hải lão công điều tra một cách rất tỉ mỉ về nghệ thuật của tiểu huyền tư. Còn vì tiểu bảo lúc đầu có lòng ghen ghét thù hằn, nhưng về sau gặp nhau luôn, bất giác sinh ra có cảm tình với hắn và lại trong khi tỷ võ cũng có keo thắng keo bại thì MH hát hoàng vi tiểu bảo lại được toàn thắng cả một ngày do đó lòng ham chuộng võ công của gã ngày một tăng thêm sau hai tháng đánh bạc hai anh em họ ôn đã thiếu nợ vi tiểu bảo trên hai trăm lượng một hôm ở sòng bạc ra ôn hữu phương thua cháy túi ôn hữu đảo chỉ còn có vài lạng mà thôi hai anh em đưa mắt nhìn nhau ôn hữu đảo liền nói với vi tiểu bảo mời quế huynh đệ sang bên kia anh em tại hạ có chút việc cần thương lượng với huynh đệ. Vì tiểu bảo nói ngay, được mà, nếu các bạn cần thì tiểu đệ cho mượn tiền. Ôn hữu phương đáp, xin đa tạ quế huynh đệ. Hai anh em họ ôn đi ra cửa, vì tiểu bảo cũng ra theo. Ba người ra tới gian trái hiên ở giáp vách. Ôn hữu đạo nói, quế huynh đệ, tuy huynh đệ hãy còn nhỏ tuổi mà tính tình thật là khẳng khái, khoáng đạt ít người bì kịp. Vì tiểu bảo bản tính thích người ta tâng bốc. Gã được ôn hữu đạo xu nịnh thì khoan khoái như mở cờ trong bụng. Gã đáp, "Không dám, không dám, chúng ta đã là chỗ thân tình như anh em trong một nhà. Bữa nay tiểu đệ có tiền thì cho hai vị ôn huynh mượn tiêu xài. Sau này tiểu đệ gặp ngày túng bần sẽ mượn lại các vị. Chút tình nhỏ mọn này phòng có chi đáng kể mà hai vị phải quan tâm." Gã dứt lời, lấy ra ba chục lạng bạc đưa cho anh em họ ôn. Ôn hữu đạo nói, anh em tiểu đệ trong hai tháng nay suối quẩy quá, còn thiếu quế huynh đệ một món tiền không phải nhỏ. Vậy mà quế huynh đệ không thèm để tâm khiến anh em tiểu đệ cảm kích vô cùng. song kỳ thực lúc nào cũng băn khoăn trong giả, vì tiểu bảo cười nói, thiếu nợ không trả là lẽ tự nhiên, hà tất hai vị phải nhắc tới hoài. Ôn hữu phương thở dài nói, huynh đệ quả là người tốt bụng hiếm có nói như vậy thì món nợ cả trăm năm mà anh em tại Hà cũng chưa trả cũng cứ để đấy hay sao? Vì tiểu bảo cười đáp, phải rồi, phải rồi, không trả thì cứ để hai trăm năm cũng chẳng hề chi. Tiểu đệ quyết chẳng khi nào nhắc tới, ôn hữu phương nói, con người ta dù trường thọ đến đâu, cũng chẳng ai sống đến được hai ba trăm năm. Gã rứt lời đưa mắt cho đại ca của gã, ôn hữu đạo nói, huynh đệ tốt bụng đã đành. Song anh em tại hạ biết, chủ nhân của huynh đệ là một tay đáo để nên không khỏi băn khoăn. Vì tiểu bảo hỏi, phải chăng hai vị muốn nói Hải lão công là tay đáo để? Ôn Hữu Phương đáp, đúng thế, Quế huynh đệ không thèm hỏi đến số tiền đó, nhưng nếu một ngày kia Hải lão công sẽ đòi cho bằng được. Lão chỉ chìa một ngón tay ra là anh em tại hạ phải bỏ mạng, vì thế mà bọn tại hạ đang tìm cách xoay lấy một món tiền để hoàn lại cho huynh đệ vì tiểu bảo la thầm trong bụng, hải lão công quả nhiên liệu việc như thần. Mấy bữa nay mình chỉ lo việc tỉ võ với tiểu huyền tử mà lãng quên chuyện mưu đồ của lão là lèn vào ngự thư phòng để lấy cắp pho tứ thập nhị chân kinh. Dù sao ta không nên hấp tấp nói chuyện này ra ngay mà cần phải nghe ý tứ hai gã xem thế nào đã. Gã nghĩ vậy rồi chỉ ẩm ừ cho xuôi chuyện, chứ không bình luận gì về hải lão công ôn hữu phương lại nói tiếp anh em tại hạ đã nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách là quế huynh đệ đừng nói chuyện này với hải lão công hôm nào anh em tại hạ được bạc sẽ thanh toán món nợ đó cả vốn lẫn lãi vì tiểu bảo nghe ôn hữu phương nói vậy thì mắng thầm còn bà chúng bây chúng bây chỉ là những con mồng béo bản lãnh cờ bạc như vậy mà hòng ăn được ta thì hết đời này cũng chẳng có cơ hội nào gã nghĩ vậy rồi làm bộ nhăn nhó nói chết chưa nhị vị không bảo trước Tiểu đệ chót lờ lời kể với Hải lão công rồi, lão bảo sớm muộn gì hai vị cũng trả thôi. Hai anh em họ Ôn sợ Hải nhìn nhau thất sắc. Ôn Hữu Đạo nói, bây giờ đành thế này vậy, từ bữa nay trở đi, huynh đệ được bạc thì đem số tiền ấy về trao cho Hải lão công và nói đó là tiền của anh em tại hạ trả nợ. Vì tiểu bảo không khỏi cười thầm nghĩ bụng, hai gã này coi mình như con nít lên ba, nhưng ngoài miệng gã đáp thế cũng được, có điều tại hạ phải chịu nước lép thì sao? Ôn hữu phương đáp xin quế huynh đệ giúp cho như vậy thì thật là đáng quý. Ôn hữu đạo nói theo ơn đức của huynh đệ, anh em tại Hạ Vĩnh Viễn không bao giờ quên được. Vì tiểu bảo nhân cơ hội này liền ra điều kiện nếu nhị vị đại ca muốn tiểu đệ làm thế cũng chẳng khó gì. Có điều tại Hạ cũng xin nhị vị giúp cho một việc. Hai gã họ ôn không nghĩ ngợi gì đồng thanh đáp được lắm, được lắm vì tiểu bảo nói ngay tiểu đệ ở trong hoàng cung đã lâu mà chưa từng được thấy long nhan lần nào cho thỏa lòng mong ước nhị vị hiện phục vụ trong ngự thư phòng vậy xin nhị vị dẫn tiểu đệ vào đó để có dịp được ngó thấy hoàng thượng một lần ôn hữu đảo chỉ gãi đầu chớ không nói gì ôn hữu phương ngập ngừng đáp cái đó cái đó vì tiểu bảo lại nói nếu tiểu đệ được nhìn thấy long nhan là phước quá rồi dù cho tiểu đệ không được phước gặp hoàng thượng thì cũng chẳng dám trách nhị vị ôn hữu đạo nói thế thì dễ lắm chiều nay vào khoảng giờ thân anh em tiểu đệ sẽ đến phủ hải lão công để dẫn quế huynh vào ngự thư phòng vì giờ này đức hoàng thượng thường tới ngự thư phòng ngâm thơ đọc sách ngoài giờ đó hoàng thượng thường bận việc triều đình khó mà được gặp gã nói rồi quay lại bấm ôn hữu phương vì tiểu bảo nhanh mắt trông thấy hành vi khả ố của hai gã kia thì mắng thầm trong bụng hai tên khốn kiếp này tưởng ta còn nhỏ mà khinh thường ta phải chăng chúng bây muốn giở trò bịp bợm vì tiểu bảo nghĩ thầm trong bụng hai gã đê tiện này nghe ta muốn thấy mặt hoàng đế chúng ra chiều khó nghĩ bọn chúng bảo giờ thân nhất định hoàng đế ngự giá tới ngự thư phòng nhưng ta dám chắc hoàng đế sẽ không tới đó vào giờ này chúng không muốn để ta được thấy long nhan chúng có biết đâu ta cũng chẳng cần gặp hoàng đế làm chi còn bà nó vô phước gặp hoàng đế lở ngài hỏi điều gì lão gia cóc biết đường trả lời hành tung mà bị bại lộ thì cả nhà phải bị chết chém. Không những má má của lão gia ở Dương Châu cũng bị lôi về đây xử trảm. Lão hải con rùa kia dạy võ công cho mình chẳng biết chúng hay chật đánh lui đánh tới vẫn không hạ đọc thằng lõi tiểu huyền tử. Ta mà lấy được pho tam thập nhị chân kinh hay tứ thập nhị chân kinh gì đó đem về cho lão con rùa, trong lòng lão khoan khoái chắc lão sẽ dạy ta thành người có bản lãnh chân chính để đền công cũng chưa biết chừng. Gã nghĩ thế rồi nhìn anh em họ ôn chắp tay cảm tạ và nói, chúng ta làm kẻ nô tài mà không thấy được mặt đức vạn tuế thì khi chết xuống âm phủ diêm vương lão gia sẽ lớn tiếng thoá mạ là quân rùa đen đê tiện. Vì tiểu bảo là người thông minh tuyệt đỉnh, hơn hai tháng nay gã đã học được cách ăn nói trốn kinh thành. Tuy nhiên thỉnh thoảng gã còn lộn mấy câu thổ ngữ ở Dương Châu May ở chỗ an ninh không ai ngờ vực. Sau khi gã đi tỷ đấu với tiểu huyền tử trở về nhà, chỉ nói chuyện võ công với hải lão công. Nhưng vẫn bụng bảo giả, ta mà lấy cắp được bộ sách kia đem về cho lão một cách bất ngờ tất khiến lão kinh hải và sướng mê. Vào khoảng cuối giờ mùi, quả nhiên anh em họ ôn tới nơi. Ôn hiểu phương khẻ huyết lên một tiếng còi, vì tiểu bảo liền chạy ra ngay. Anh em họ ôn giơ tay ra hiệu chứ không nói gì rồi đi về phía tây, vì tiểu bảo theo sau. Lần này gã rút kinh nghiệm ở lần trước đã bị lạc nẻo, nên gã rất chú ý đến đường lối lúc xuyên qua những dãy hành lang, gã lưu tâm nhớ hình dạng phòng ốc cùng cửa ngò. Từ chùa hải lão công tới ngự thư phòng so với sòng bạc gã đến mỗi ngày còn xa hơn khá nhiều. Ba người đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, ôn hữu đảo bỗng cất tiếng khẻ nói tới ngự thư phòng rồi đó, quế huynh đệ phải cẩn thận lắm mới được. Vì tiểu bảo đáp tiểu đệ hiểu rồi, anh em họ ôn đưa gã quanh ra sau hậu viện theo khuôn cửa ngách luôn vào ba người lại đi qua hai khu vườn hoa nhỏ bé rồi tiến vào một gian phòng lớn. Vì tiểu bảo trong lòng hồi hộp la thầm, hỏng bét, hỏng bét, con mẹ nó, trong ngự thư phòng của Đức Hoàng đế bày nhiều sách vỡ thế này, cả ngày cũng không lục hết được thì còn thì giờ đâu mà đánh bạc. Hải lão công bảo mình lấy pho kinh đó, mình biết kiếm nó ở chỗ nào. Gã sinh trưởng trong dân gian, chưa từng thấy thư phòng bao giờ. Gã yên trí nó là một cái phòng thông thường để bảy tám quyển sách là thành một thư phòng. Nếu trong bảy tám pho sách mà muốn tìm pho, tam thập nhị, hoặc tứ thập nhị, thì chẳng khó khăn gì. Bây giờ gã thấy hàng ngàn hàng vạn cuốn, trông hoa cả mắt không khỏi chân tay luống cuống. Gã xoay mình trốn đi, ôn hữu đạo khẻ nói, lát nữa Đức Hoàng Thượng sẽ tới thư phòng, ngài ngự bên án này để đọc sách và viết chữ, vì tiểu bảo thấy chiếc án bằng ngô tử đàn rất lớn mặt án khám vàng rát ngọc, gã vừa ngó thấy đã biết ngay đồ vật cực kỳ hoa lệ. Trên án bày một cuốn sách, mé tả đặt nghiên mực và ống bút, trên ghế phủ gấm đoạn thiêu rồng, vì tiểu bảo tuy lớn mật, nhưng nhìn thấy quang cảnh cao sang bất giác chống ngực đập loạn cả lên. Gã lẩm bẩm mẹ kiếp, lão hoàng đế con rùa này được hưởng biết bao nhiêu hạnh phúc. Bên hiệu án sách đặt một cái đỉnh đồng, nắp đỉnh hình đầu con thú miệng nhã ra những luồng khói xanh cuồn cuộn mùi thơm sực nức ôn hiễu đạo nói quế huynh đệ ẩn thân vào phía sau giá sách để nhìn trộn long nhan là được rồi khi hoàng thượng đọc sách hay viết chữ người ngoài không được lên tiếng vậy tiểu huynh đệ phải nhớ kỹ đừng ho hắng hay hát hơi gì hết nếu không đức hoàng thượng nghe tiếng động nổi lôi đình có thể hô thị vệ đem tiểu huynh đệ ra chém đầu ngay đó vì tiểu bảo nói tiểu đệ hiểu rồi chẳng những không được ho hắng, hắt hơi mà còn phải nín nhịn cả trung tiện nữa. Ôn hữu đảo xa sầm nét mặt cự nử tiểu huynh đệ, ngự thư phòng há phải là nơi tâm thương. Tiểu huynh đệ chớ có ăn nói càn rỡ cùng thốt ra những lời lẽ thiêu vẽ khiêm cung. Vì tiểu bảo thè lưỡi ra không dám nói nữa. Gã thấy anh em họ ôn một người cầm cây phất trần, một người cầm tấm khăn lau, đi phủi bụi và lau chùi khắp mọi chỗ. Trong ngự thư phòng vốn không có một hạt bụi, mà hai gã vẫn để ý từng ly từng tí một. Hồi 14 Tiểu huyền tử bại lộ hành tung Mỗi người lại lấy một tấm khăn trắng như bông mà lau chùi tủ sách cùng bàn chế sạch bóng như gương. Chúng lau chùi hàng nữa ngày trời mới nghỉ tay. Ôn hữu đạo nói, Quế huynh đệ, đến bây giờ mà Đức Hoàng thượng vẫn chưa ngự giá vào thư phòng chắc là ngài không tới nữa. Sau đây chừng một lát là thị vệ đại nhân sẽ đến tuần tra, nếu đại nhân thấy quế huynh đệ là người lạ mặt ở trong này thì chúng ta phải tội cả lũ. Vì tiểu bảo nói, nhị vị hãy về trước đi, tiểu đệ ở đây chờ một lát rồi sẽ ra sau. Anh em họ ôn đồng thanh nói, như thế không thể được. Ôn hữu đạo lại nói, lề luật trong hoàng cung, quế huynh đệ còn lạ gì nữa. Nơi nào đức hoàng thượng ngự ra tới, ai là kẻ trầu hầu đều được sắp đặt nghiêm minh, chẳng thể sai xuyễn mộ y ly nếu không thế thì trong cung nào thái giám, nào cung nữ, hàng mấy ngàn người, ai muốn thấy mặt hoàng thượng là cứ sồng sộc tới trước mặt ngài thì con ra thể thống gì nữa. Ôn Hiểu phương cũng ôn tồn nói, hảo huynh đệ, chẳng phải anh em tại hạ không chịu hết lòng giúp đỡ huynh đệ, nhưng anh em tại hạ hàng ngày cũng chỉ được vào ngự thư phòng trong vòng nửa giờ để quét tuyết lau chùi đồ vật. Xong việc là phải đi ra, chẳng giấu gì quế huynh đệ đừng nói gì quế huynh đệ không thể trần chờ ở lại ngự thư phòng, mà ngay cả anh em tại hạ hết giờ mà còn chưa ra mà bị thị vệ đại nhân bắt được cũng bị nghiêm trị. Tội nặng thì phải chặt đầu, nhẹ thì cũng phải ngồi tù. Vì tiểu bảo hỏi làm gì mà nghiêm ngặt quá đến thế, ôn hiểu phương dậm chân đáp những công việc kề cận đức hoàng thượng há phải cho đua. Tiểu huynh đệ, huynh đệ muốn được thấy mặt hoàng thượng thì ngày mai cũng vào giờ này, anh em tại hạ lại đến đón huynh đệ may ra hên vận thì được như nguyện vì tiểu bảo nói thế cũng được vậy chúng ta về thôi anh em họ ôn nghe vì tiểu bảo nói vậy khác nào được chút gánh nặng một tên nắm tay phải gã còn một tên nắm tay trái đưa gã ra chúng chỉ sợ gã nói rồi mà còn chần chờ không chịu đi ngay vì tiểu bảo hất hàm hỏi thực ra chính nhị vị cũng chưa từng được thấy mặt đức hoàng thượng phải không ôn hiểu phương trương ngưỡng ấp úng đáp sao tiểu huynh đệ tiểu huynh đệ gã toàn hỏi sao tiểu huynh đệ lại biết thế ôn hữu đạo còn minh mẫn hơn vội nói sao anh em tại hạ không được thấy mặt rồng bao giờ đức hoàng thượng thường đến ngự thư phòng đọc sách viết thư nên bọn tại hạ được thấy là thường vì tiểu bảo nghĩ thầm hàng ngày hai gã này cứ đến giờ mới vào quét tước lau chùi thư phòng dĩ nhiên không phải là lúc hoàng đế tới ngự chẳng lẽ hoàng đế đến để coi những quân khốn kiếp quét tước lau chùi mà lấy làm hứng thú hai tên con rùa này nói láo rồi. Ôn hữu đạo lại nói, tiểu huynh đệ mà chịu trả bạc cho hải lão công thì anh em tài hạ tất có ngày đền đáp. Còn việc muốn thấy long nhan thì phải tùy theo phúc phận từng người. Số mảng có chưa rõ, được phúc phận như vậy mới thành, chứ chẳng phải cưỡng cầu mà được. Ba người vừa đi vừa nói chuyện bất giác đã ra khỏi cửa ngách. Vì tiểu bảo nói, đã thế thì nhị vị đại ca hàng ngày đều đưa tiểu đệ vào ngự thư phòng thủ xem có phúc phận không hai gã kia đã phải lắm, phải lắm, thế rồi ba người chia tay, vì tiểu bảo bước lệ ra về, gã xuyên qua hai dãy hành lang đã cách xa anh em họ ôn liền đứng lần vào sau một khuôn cửa. Qua một lúc lâu, gã liệu chừng anh em họ ôn đã đi xa rồi mới rón rén ở sau cửa ló mặt ra. Gã theo đường cũ trở lại ngự thư phòng, đi tới nơi vi tiểu bảo đẩy cánh cửa ngách, không ngờ bên trong đã cải then gã chừng ngưỡng miệng lẩm bẩm vừa ra khỏi một lúc mà bên trong đã cài then rồi. Xem chừng lời anh em họ ôn nói đúng sự thật, quả nhiên có thị vệ đi tuần tra qua đây. Chẳng hiểu bọn chúng chúng còn ở trong này hay đã bỏ đi rồi. Gã dán tai vào cánh cửa để nghe ngóng động tĩnh nhưng chẳng thấy gì. Gã lại hé mắt nhìn qua khe hở thì trong bệnh viện chẳng có một bóng người. Vì tiểu bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi thò tay vào trong bọc móc lưỡi đao chủy tủ ra đao trùy thủ lưỡi mõng dính, bừ trước vi tiểu bảo đã dùng nó đâm chết tiểu quế tử. Từ ngày gã ẩn mình trong hoàng cung, tự biết bốn mặt đều có nguy cơ rình rập nên từ hôm ấy gã đem theo lưỡi đao trùy thủ luôn bên mình. Vì tiểu bảo đưa lưỡi trùy thủ vào khe cửa khẽ đầy mấy cái, then cửa đưa tranh trách lên. Gã tiếp tục đưa then cửa sang một bên thì thấy cánh cửa hé mở được chừng hai tấc gã liền thò hai ngón tay vào trong vừa đẩy vừa giữ cho then cửa khỏi rớt xuống đất mà phát ra tiếng động. Vì tiểu bảo liền mở hé cánh cửa lặng người chuồn vào, rồi xoay tay gióng cửa cài then. Gã cẩn thận lắng tai nghe trong phòng, thấy không có động tĩnh gì liến rón rén từng bước tiến lại gần thò đầu vào, may chẳng thấy một ai. Gã chờ một lúc rồi mới vào phòng, vì tiểu bảo đi tới trước án sách thấy đặt một cây ghế có đệm gấm theo rồng vẽ phượng thì trong lòng không khỏi rung động miệng lẩm bẩm mẹ kiếp có lòng ỉ này đức hoàng đế ngồi vào được chẳng lẽ lão gia không ngồi được hay sao rồi gã khua chân bước xéo lại ngồi xuống ghế ban đầu gã thấy chống ngực đánh còn hơn chống làng sau một lúc gã nghĩ bụng ngồi ghế này cũng chẳng có thú vị gì còn bà nó làm hoàng đế thì có chi mà khoái gã không dám ngồi lâu liền đứng dậy lại bên giá sách để tìm kiếm pho tứ thập nhị chân kinh nhưng trên giá sách có đến mấy ngàn bộ bộ nọ xếp liền với bộ kia. Cả trăm bộ gã khó tìm được hai ba bộ mà gã biết chữ. Vì tiểu bảo cố gắng tìm ra chữ, tứ, đã có mấy lần gã tìm được chữ tứ nhưng phía dưới không có chữ thập chữ nhỉ. Nguyên gã lục đến nào, tứ thư tập chữ, nào, tứ thư chính nghĩa. Gã tìm một lúc nữa thấy bộ, thập tam kinh cú sở, gã biết được hai chữ thập tam trong bụng gã mừng thầm, nhưng lại biết đó không phải là tứ thập nhị chân kinh, gã liền cụt hứng vì tiểu bảo đang hoang mang kiếm sách bất thình lình gã nghe tiếng giày lẹp kẹp có người đang đi tới vì tiểu bảo giật mình kinh hãi muốn chuồn ra nhưng không kịp nữa gã hốt hoảng đứng dán người vào tường ẩn phía sau những hàng sách vừa vì tiểu bảo thấy người kia vào thư phòng lại không ngồi xuống ghế mà cứ từ từ thả bước trong phòng gã la thầm hỏng bét rồi nhất định bọn thị vệ đang thị sát trong phòng hay là mình theo cửa sau tiến vào đã bị chúng phát giác hành tung gã nghĩ tới chuyện bị bọn thị vệ bắt được là lập tức mất đầu thì chẳng còn hồn ví nào nữa, khắp mình hắn toát mồ hôi lạnh ngắt. Người kia thả bước trong phòng hồi lâu, bỗng nghe ngoài cửa có tiếng người rõng rạc, tâu hoàng thượng, ngao thiếu bảo có việc cần bái kiến hoàng thượng, hiện thiếu bảo đang đợi chị ở ngoài ngự thư phòng, người trong ngự thư phòng ờ một tiếng. Vì tiểu bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm tự nhủ, té ra nhân vật trong này là Đức Hoàng đế còn ngao thiếu bảo kia là con người mà mao thập bát đại ca ta đang muốn kiếm để tĩ đấu sử tùng đã khoe hắn là đệ nhất dũng sĩ ở mãn châu không hiểu hắn oai phong lẫm liệt đến mức nào ta phải dòm trộm một cái mới được vì tiểu bảo còn đang ngẫm nghĩ bỗng nghe ngoài cửa có tiếng bước chân nặng trịch một người tiến vào trong thư phòng lên tiếng nô tài là ngao bái khấu đầu bái kiến đức hoàng thượng xin bái chúc ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế Ngao bái nói rồi quỳ mọp xuống dập đầu. Vì tiểu bảo vội thò đầu nhìn ra thì thấy một đại hán thân thể to lớn đang quỳ mọp dưới đất dập đầu lại binh binh. Gã không dám nhìn lâu vì sợ ngao bái ngừng đầu lên là ngó thấy gã. Gã liền thụt đầu vào, nhưng nhích mình ra ngoài một chút hướng thẳng về phía ngao bái mà hắn khó nhìn thấy gã. Vì tiểu bảo miệng lẩm bẩm người dập đầu lại hoàng thượng mà cũng là lại lão gia nữa. Đệ nhất dũng sĩ, đệ nhị dũng sĩ ở Mãn Châu hay gì gì đi nữa ta không cần biết mà ta chỉ thấy ngươi dập đầu lại vi tiểu bào. Lại nghe Đức Hoàng thượng cất tiếng đá miễn lễ cho Khanh, Khanh hãy bình thân, ngào bái đứng dậy nói, tâu Hoàng thượng, tô khắc tất cáp ra giả hai lòng, hắn dám làm tấu trương tỏ lòng đại nghịch vô đảo, phải dùng cực hình trừng trị mới được. Hoàng thượng chỉ ẩm ừ chứ không phán bảo chi hết. Ngao bái lại tâu, hoàng thượng vừa lên chấp tránh mà tô khắc tất cáp đã làm bài tâu nói những gì, nay hoàng thượng lên cầm quyền thiên hạ, xin cho thần đi giữ lăng tầm của đức tiên đế, để chút hơi tàn còn sinh tồn được. Như thế há chẳng phải là có giọng khi quân, đức hoàng thượng chưa lên chấp chính, hắn còn sống được. Mà hoàng thượng lên chấp tránh là hắn muốn chết, chẳng lẽ hoàng thượng đối với bọn nô tài tàn bạo như thế ư? Hoàng đế lại ừ một tiếng, Ngao bái tâu tiếp hạ thần đã thương nghị cùng những bậc vương công đại thần. Ai cũng nói là tô khắc tất cáp phạm 24 tội lớn, mưu đồ gian trá, ra dạ nhị tâm, khinh khi ấu chúa, không hát xê hữu quy tránh. Thật là đại nghịch bất đạo, xét theo, đại nghịch luật, của bản triều thì nên xử hắn cùng con cả phải tội lăng trì. Còn sáu tên con thứ, một tên cháu và hai đứa con của anh em đều bị xử trảm người trong họ là bạch nhĩ hách đồ và thị vệ ngạch đô thống lãnh đội tiền phong cũng phải chám quyết hoàng đế hỏi xử tội như vậy e rằng quá nặng thì sao vì tiểu bảo nghĩ bụng đức hoàng đế này giọng nói nghe còn trẻ nít mà lại hơi giống tiểu huyền tử thật đáng tức cười ngao bái lại tâu muôn tâu hoàng thượng hoàng thượng hãy còn nhỏ tuổi thần hạ e rằng chưa hiểu rõ mọi việc triều chính tô khắc tất cáp đã vâng mệnh của tiên hoàng cùng bọn nô tài làm việc phụ chính đáng lý hắn được tin hoàng thượng lên cầm quyến, nên hoan hỷ mới phải. Vì tiểu bảo nghe giọng ngao bái ra chiều kiêu ngạo thì nghĩ thầm, lão con rùa kia miệng thốt ra những lời bất chính, làm việc lại vô lễ. Hắn nói hoàng đế nhỏ tuổi, chẳng lẽ là đứa con nít? Nếu vậy thì thú thật, thảo nào thanh âm hoàng đế nghe hơi giống tiểu huyền tử. Lại nghe hoàng đế phán, tô khắc tất cáp tuy có lỗi lầm, nhưng y là phụ chính đại thần cũng như khanh vậy các khanh đều được đức tiên đế trọng vọng nếu chấm mới chấp tránh đã sát hại những trọng thần của đức tiên đế thì hương hồn ngài ở dưới suối vàng e rằng không được hoan hỷ ngao bái cười khanh khách nói tâu chúa thượng chúa thượng nói mấy câu này là giọng nói của con nít đức tiên đế di mạng cho tô khắc tất cáp phải đối đãi ân cần với chúa thượng làm việc cho hết lòng nếu tô khắc tất cáp còn nghĩ đến hậu ơn của đức tiên đế thì hắn phải cung sức tận tụy cho hết đạo thần tử dù có phải nhảy vào nước lửa cũng không lùi bước mới phải đảo tôi chung. Nhưng tô khắc tất cáp lại đem lòng oán giận, công nhiên phỉ báng chúa thượng thì còn chi là phải đảo thần tử. Hắn đã lồi đảo như vậy tất chẳng coi đại sự triều đình của chúa thượng ra gì nữa. Đó là hắn coi thường di mệnh của tiên đế, chứ không phải chúa thượng khinh bạc hắn, ha ha. Ngao bái ở trước mặt hoàng thượng mà dám nói to cười lớn là hiển nhiên cực kỳ càn rỡ, không còn biết quý kỵ là gì. Thực ra mấy câu này chẳng có gì đáng buồn cười. Hoàng đế hỏi, Ngao thiếu bảo làm gì mà cười dữ vậy? Ngao bái trương hưởng biết mình vô lễ, vội đáp, giả dạ, dạ. Hoàng đế lại nói, dù không phải chấm đối xử tàn nhẫn với tô khắc tất cáp, nhưng bây giờ ban chỉ hạ sát hắn thì không khỏi tổn thương đến lý trí minh mẫn của tiên đế. Chăm họ dù không cho là chấm giết lầm người thì cũng nói là đức tiên đế không biết dùng người triều đình đem công bố ra cắp thiên hạ 24 tội phạm của Tô Khắc Tất Cáp lại càng tệ hơn nữa vì ai cũng nghĩ ngay đến Tô Khắc Tất Cáp đã là kẻ nghịch thần phạm nhiều tội ác mà Đức Tiên Đế còn dùng làm phụ chính đại thần ngang hàng với Ngao Thiếu Bảo, há chẳng, là một việc cực kỳ vô ý thức. Vì Tiểu Bảo nghĩ bụng, ông vua con nít này nói rất hợp lý, Ngao bái lại tao, Chúa Thượng mới biết một điều mà không biết hai. Hoàng đế ngắt lời, Khanh bảo sao? Ngao bái tông, chăm họ nghĩ thế nào thì nghĩ, để họ nghĩ quên nghĩ quần mặc họ, họ cũng chẳng dám nói ra miệng đâu. Họ mà dám dị nghị đến lỗi lầm của tiên đế thì dù họ có bao nhiêu đầu cũng dụng hết. Hoàng đế nói, trong cổ thư có câu, đề phòng dư luận chăm họ còn hơn đề phòng nước sông. Nếu chỉ giết người để cấm chăm họ không được nói lên những ý nghĩ của lê dân là điều không hay. Ngao bái nói, bọn thư sinh người Hán nói không nghe được. Nếu những kẻ đọc sách người Hán nói phải, thì sao họ lại để cho mất nước, cho lọt vào tay người Mãn Châu chúng ta? Vì thế mà Hạ thần khuyên chúa thượng, dù người Hán để lại không biết bao nhiêu sách vở, chúa thượng đọc ít đi là hơn, càng đọc nhiều trí óc càng bị mê muội. Hoàng đế hắng giọng một tiếng không trả lời, ngao bái lại nói, "Hạ thần nhớ ngày trước đi theo thái tôn hoàng đế cùng đức tiên đế đánh đông dẹp bắc, lập biết bao nhiêu công hãn mã mà có biết chữ Hán nào đâu." Hạ thần đã giết bọn Nam Man, đánh cướp thiên hạ rồi bảo vệ Giang Sơn, nhất nhất dùng chính sách của người Mãn Châu. Hoàng đế lại hắng giọng một câu rồi nói, công lao của Thiếu Bảo cực kỳ hiệu đại là chuyện dĩ nhiên. Nếu không thì đức tiên đế đã chẳng trọng dụng Thiếu Bảo. Ngào bái tâu, hạ thần chỉ biết giữ tấm lòng son tận trung với chúa, phụng sự hoàng thượng. Bắt đầu từ thái tôn hoàng đế, rồi qua thế tổ hoàng đế rồi đến chúa thượng, thần hạ vẫn một dạ tâu chúa thượng người mãn châu chúng ta làm việc bao giờ cũng thưởng phạt phân minh kẻ trung tâm thì được thưởng kẻ nghịch thần thì bị trọng phạt nay tô khắc tất cáp chẳng những không phải trung thần mà còn là một đại gian thần hạ thần nghĩ rằng nếu không xử trọng hình không được vì tiểu bảo nghĩ thầm còn mẹ nó ta chỉ nghe tiếng thằng cha này cũng biết hắn là một tên đại gian thần hoàng đế hỏi khanh nhất định đòi giết tô khắc tất cáp là vì nguyên nhân gì ở nơi khanh ngao bái tông hạ thần không có nguyên nhân gì hết, chẳng lẽ chúa thượng cho là hạ thần có tư tâm chăng? hắn càng nói càng lớn tiếng, giọng nói càng đanh thép. ngao bái ngừng lại một chút rồi tiếp hạ thần chỉ vì giang sơn của người mãn châu chúng ta, đức thái tổ hoàng dế thái tông hoàng đế phải trăm nghìn cây đắng mới gây dựng được nên cơ đồ. vậy con cháu đừng có lầm lờ, chúa thượng hỏi thần như vậy, thần thật không hiểu được ý tứ của chúa thượng. Vì tiểu bảo nghe ngao bái nói bằng một giọng hung hăng không khỏi giật mình kinh hãi. Gã không nhịn được thò đầu ra nhìn thấy một gã đại hán thân thể cao lớn, mặt đầy thớ thịt lằn lên. Cặp mắt dựng ngược coi như như hung thần sùng sục tiến vào. Hai tay hắn nắm lại thành quyền, những khớp xương trong người bật lên tiếng cách cách. Một chàng thiếu niên, ới, lên một tiếng ra chiều kinh hãi đang ngồi trên ghế nhảy trồm lên. Lúc thiếu niên nghiêng đầu sang một bên, Vi tiểu bảo ngó thấy cũng bật tiếng la. Ủa, nguyên ông vua nhỏ tuổi này chẳng phải ai xa lạ mà chính là tiểu huyền tử, thằng nhỏ vẫn đánh vật với gã. Giả tỷ như vi tiểu bảo ngó thấy mặt hoàng đế thì dù ngài có bộ mặt hung dữ như quỷ sứ, gã cũng chẳng bật tiếng la. Nhưng gã lại thấy hoàng đế là tiểu huyền tử nên kinh ngạc không bút nào tả xiết mà buột miệng kêu lên. Gã biết cơ sự bại lộ, muốn xoay mình chạy trốn ra khỏi phòng song gã lại nghĩ thầm, nguyên một tiểu huyền tử bản lãnh đã cao thâm hơn mình, huống chi còn có thêm ngao bái võ công khủng khiếp thì mình chẳng tài gì trốn thoát. Gã chợt động tâm linh, tung mình nhảy ra ngăn chặn phía trước hoàng đế, trợn mắt nhìn ngao bái quát hỏi, ngao bái, người làm gì thế, sao dám lớn mật vô lễ với hoàng thượng, nếu người muốn giết người thì phải qua cửa ải này tức là ta đây. Ngao bái là một vị đại công thần nhà mãn thanh đã từng đánh quen trăm trận, công cao quyền lớn, nên coi khang hy hoàng đế hãy còn nhỏ tuổi chẳng vào đâu vua khang hy chỉ trích hắn vì tư tâm mà muốn giết tô khắc tất cáp là phanh phui nổi lòng bí ẩn của hắn nguyên hắn là con người võ biển quen thói sông trận đang cơn thịnh nổ hắn nắm tay xông vào lý luân với vua khang hy chứ không phải thực lòng phản loạn phạm thượng đột nhiên ngao bái thấy phía sau giá sách có một vị tiểu thái giám xông ra ngăn cản trước mặt hoàng đế quát tháo mắng mình thì không khỏi giật mình kinh hãi bây giờ hắn mới nghĩ tới kẻ thần tử có lý nào lại nắm quyền xông vào uy hiếp hoàng đế. Nên hấp tấp lùi lại mấy bước, lớn tiếng cãi, người nói nhăng gì thế, ta có việc tâu trình thánh thượng, khi nào dám vô lễ với chúa. Hắn vừa nói vừa lùi thêm hai bước, hai tay buông thõng xuống đứng yên. Nguyên hàng ngày vi tiểu bảo tỷ võ với tiểu huyền tử tức là tỷ võ với khang hy hoàng đế nhà đại thanh hiện nay. Vua cây SNG chính tên là huyền hoa nhưng lúc gặp Vi Tiểu Bảo không biết là nhà vua, hỏi đến tên, nhà vua này lòng trẻ thơ mới buột miệng tự xưng là Tiểu Huyền Tử. Đó là tính trẻ nít chẳng có chi làm lạ, nhà vua tập quen tính người mãn châu, ưa chơi trò giác đấu, húc nhau. Nhưng muốn luyện trò này cần phải luyện vật với nhau đè đầu cười cổ. Tuy bọn thị vệ có dạy nhà vua cách đô vật, nhưng có ai dám vô lễ với hoàng đế? Ai dám dùng sức mạnh bẽ đẩy vật cổ hoàng đế? gặp trường hợp bất đắc dĩ thì chỉ làm bộ hơi giống mà thôi. Nếu hoàng đế đưa chân ra gạt mà bị té nhào thì một tay đỡ lấy quỷ xuống đầu hàng. Khi bị bắt buộc phải đánh lại một chiêu thì cũng chỉ đụng đến tà áo là đã lập tức dừng tay. Vua Khang Huy thường bảo chúng đánh thật sự, nhưng bọn thị vệ khi nào dám lớn mật đến thế? Nhiều lắm là chúng chỉ dám thi diễn cho giống một chút thôi khi đánh cờ với hoàng đế thì còn có thể giả vờ đánh cầm chừng tựa hồ tranh đấu gay gâu rồi tới lúc tối hậu hãy chịu thua cũng được. Nhưng nghề đô vật thì khó bề giả vờ, dù có muốn để đến lúc sau cùng hãy chịu thua, nhưng trung gian chẳng ai dám chụp lấy hoàng đế mà quật xuống đất. Vua Khang Hy ham mê nghề đô vật, khi ngài thấy bọn thị vệ tỷ đấu với nhau đưa ra không biết bao nhiêu là chiêu thức cùng thân pháp tuyệt diệu. Nhưng đến khi họ đấu với hoàng đế thì tên nào cũng nơm nớp dè đặt sau nhá vua không đấu với thị vệ, đổi bọn thái giám vào làm DP-61 y thu. Bọn này cũng thả chịu đòn như người chết, chứ không chịu phản kích. Làm hoàng đế muốn sao được vậy, nhưng muốn tìm ra một tay đối thủ tỉ võ chân chính thì thật là khó lòng. Có lúc nhà vua định cải trang ra khỏi hoàng cung tỷ đấu với dân gian để thử coi võ công của mình đến trình độ nào, nhưng như vậy lại mạo hiểm quá, nên tuy ông vua trẻ muốn vậy mà chỉ đề dạ chứ không thi hành được buổi đầu vua Khang Hy gặp Vi Tiểu Bảo khai diễn một trường tỷ thí. Vi Tiểu Bảo đã đem toàn lực ra chiến đấu mà vẫn bị thua. Nhà vua vui mừng khôn xiết và đây là một cuộc tỷ đấu hào hứng nhất trong đời ngài. Tiểu Bảo ước hẹn ngày hôm sau tái đấu là rất hợp ý nhà vua. Từ hôm ấy hàng ngày hai người tỷ võ, nhưng vua Khang Hy Thủy Trung vẫn không nói rõ địa vị của mình. Mỗi khi đi tỷ võ nhà vua không cho một tên thái giám nào đi theo để khỏi bị tiết lộ bí mật vì ngài nghĩ bụng rằng nếu tên thái giám này mà biết ngài là ai thì đến lúc tị võ chẳng còn chi thú vị